Xin chào các bác đã quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm của biên sử từ gỗ ạ. Và hôm nay thì em xin giới thiệu các bác một tác phẩm cụ Thọ Tiên được làm trên một phôi gỗ xưa. Và bây giờ thì em sẽ lên kích thước của tác phẩm này. Tác phẩm có chiều cao là 52, chiều ngang là 29 và chiều sâu của tác phẩm sâu là 20. Và bây giờ thì em sẽ quay sát lại để các bác chúng ta cùng ngắm kỹ hơn về tác phẩm này. Một tác phẩm mà cụ Thọ Tiên được làm trên một phôi gỗ xưa vô cùng là quý hiếm ạ. Và đặc biệt là bức xưa này của em là xưa Bắc Đỏ các bác nhé. Bây giờ em sẽ quay sát lại để các bác chúng ta cùng ngắm kỹ về diện cụ Thọ Tiên đây ạ. Làm rất là thần thái từ những cái bừng trán đây ạ. Bừng trán cao hay bộ lông mi cũng dài. Toàn bộ những phần râu ở tỉa rất là tơi và đều. Trên tay cụ còn cầm thêm một quả đào và một cây trượng. Và phía những cái đầu trượng cũng được làm kênh bong ra. Và đặc biệt còn treo cả một chiếc bình hồ lô nữa. Toàn bộ những cái phần vạt áo, dải áo của cụ làm rất là mềm mại. Những cái dải dây làm kênh bong, làm rất là kỹ. Toàn bộ những cái phần chân, đế cũng được làm rất là kỹ càng. Toàn bộ những phần đế của em này bên cạnh còn có thêm cả một cái cây tùng. Từ những cái lá tùng, tán tùng làm kênh bong. Bên dưới này, những cây nấm ninh chi. Và bức này của em thì được làm trên một phôi gỗ xưa Bắc. Vân gỗ rất là nhiều, toàn bộ là dọc giải từ trên xuống dưới, bệ đất đá chặt rất là kỹ càng. Và tượng ông Thọ biểu trưng cho sức khỏe, sự trường thọ, đồng thời cũng thể hiện sự viên mãn đế sống đến đầu bạc. Tượng ông Thọ không chỉ biểu trưng cho sự trường thọ mà nó còn hãy nói với mọi người sống lành mạnh, sống có ích. Khi đặt tượng trong nhà sẽ giúp các thành viên trong gia đình luôn mạnh khỏe và xua đuổi được những tà ma quấy phá. Và các bức này thì các bác chúng ta có thể để trên bàn làm việc hoặc là trong không gian của phòng khách. Các bác chúng ta đang tìm kiếm những bức tượng cụ Thọ Tiên, những cái tầm vừa vừa như này thì các bác chúng ta không nên bỏ qua cái tác phẩm này đâu ạ. Các bác nào đã quan tâm hay yêu thích tác phẩm này rồi thì các bác hãy để lại bình luận ở bên dưới video. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của bên xưởng từ gỗ.